Xin chào bạn thân mến. Chào mừng bạn đến với chuỗi podcast Tâm sự nghề coach cùng Tuệ An. Đây là chuỗi podcast mà tôi sẽ chia sẻ những thông tin, những góc nhìn, những câu chuyện có thật về nghề coaching, hay còn được gọi là nghề khai vấn, nghề cố vấn, hay tôi hay gọi nó là nghề gieo hạnh phúc, giúp cho mình hạnh phúc và giúp cho những người xung quanh hạnh phúc. Và chủ đề trong số thứ 3 này của chúng ta sẽ là câu hỏi khai vấn hiệu quả, sức mạnh của coaching. Trong những dòng tâm sự này, tôi muốn mở rộng thêm sức mạnh của câu hỏi khai vấn trong nghề coaching. Một công cụ tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại có khả năng thay đổi đời sống tâm hồn của một con người vô cùng sâu sắc. Và đương nhiên, trước khi bạn trở thành một nhà khai vấn cho người khác, bạn cần phải làm được cái việc đó là bạn phải tự khai vấn được cho chính mình. Câu hỏi khai vấn không chỉ là những câu hỏi bình thường. Đó là những chìa khóa mở ra những cánh cửa ẩn giấu trong tâm trí và trái tim của mỗi người. Khai có nghĩa là khai mở, là khai thông. Còn vấn là câu hỏi. Có khi trong cuộc sống, chúng ta đặt ra những câu hỏi rất bình thường, giống như hỏi hôm nay bạn khỏe không? Bạn đang đi đâu đấy? Hỏi những câu hỏi mà đôi khi chúng ta vẫn không chủ đích là mình sẽ lắng nghe câu trả lời. Và đó thì không phải là những câu hỏi khai vấn. Những câu hỏi khai vấn là những câu hỏi chúng ta đặt ra vì người nghe, để chúng ta thực sự có thể giúp người nghe khai mở và thấy rõ những phần mà họ còn chưa thấy trong tâm trí họ. Chúng ta hỏi rồi, chúng ta rất khao khát để được lắng nghe. Và khi chúng ta hỏi những câu hỏi khai vấn một cách khôn ngoan và kiên nhẫn, chúng ta không chỉ giúp cho người đang được coaching nhận thức được vấn đề của mình, mà còn khơi gợi sự tự giác và khả năng tự khám phá những giải pháp của chính họ. Một câu hỏi đúng đắn có thể là sự khởi đầu của một hành trình chuyển hóa. Như việc bắt đầu từ một hạt giống nhỏ sẽ có thể mọc lên thành một cái cây lớn. Ví dụ, tôi đã từng hỏi chính bản thân mình rất nhiều những câu hỏi dạng như: tại sao vấn đề cứ đến với tôi? Tại sao tôi lại khổ thế? Và cho dù tôi hỏi bao nhiêu câu hỏi như thế này đi chăng nữa, cuộc đời của tôi nó cũng thường không khá lên. Thế nhưng khi tôi hỏi một câu hỏi khác: làm thế nào để tôi hạnh phúc? Tôi cần phải tập trung vào đâu để có thể vượt qua những biến cố này? Đâu là điều quan trọng nhất với tôi trong cuộc đời này? Điều gì là điều tôi cần phải vun đắp trong một mối quan hệ? Thì những câu hỏi đó nó thực sự có sức mạnh. Nó đã khiến cho tôi khám phá được rất nhiều những điều khác bên trong bản thân. Và khi tôi bắt đầu xây dựng sự nghiệp này, tôi cũng đã hỏi bản thân một câu hỏi chất lượng: tôi cần buông xuống điều gì để thật sự phát triển? Bởi vì tôi biết rằng một chú chim sẽ không thể bay cao khi chúng mang theo hành lý. Và thường chim thì chẳng bao giờ mang theo hành lý. Thế nhưng con người thường không thể bay cao bởi vì họ mang nhiều thứ quá nặng nề và không biết buông xuống những thứ không còn cần thiết với hành trình của họ. Vậy bạn thấy không? Khi chúng ta đặt ra một câu hỏi khai vấn, chúng ta không chỉ đang thu thập thông tin, mà chúng ta còn đang mời gọi người được hỏi đó tham gia vào một quá trình tìm hiểu sâu sắc về cảm xúc, niềm tin, mong muốn, khao khát, ước mơ thực sự của bản thân họ. Và cũng sẽ không quá nếu như nói thay đổi câu hỏi, thay đổi cuộc đời. Trong một buổi coaching, tôi đã hỏi một thân chủ của mình đang cảm thấy mắc kẹt trong sự nghiệp: nếu như bạn biết mình không thể thất bại, bạn sẽ làm gì? Câu hỏi này đã thôi thúc người đó suy ngẫm sâu sắc, và từ đó anh ấy đã quyết định theo đuổi đam mê kinh doanh mà trước đây chỉ dám nghĩ tới và rất sợ thất bại. Và việc thay đổi này không chỉ mang lại thành công về vật chất, mà còn giúp cho anh ấy tìm thấy niềm vui và sự thỏa mãn trong công việc khi được cống hiến đúng điều mà mình đam mê. Tuy nhiên, để câu hỏi có sức mạnh thực sự, chúng ta cần phải biết lắng nghe.
không chỉ lắng nghe lời nói, mà còn phải lắng nghe những gì không được nói ra. Mỗi câu trả lời, dù là ngập ngừng hay tuôn trào, đều mang lại cho chúng ta những manh mối về nơi chúng ta cần đào sâu hơn, cần khám phá thêm. Tôi chia sẻ những điều này không chỉ với tư cách là một người coach, một người khai vấn, mà còn là một người bạn đã và đang chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của những câu hỏi chân thành, đúng đắn và trí tuệ có thể mang lại. Trong cuộc sống đầy rẫy những thử thách này, đôi khi tất cả những gì chúng ta cần là một câu hỏi đúng lúc để mở ra một con đường mới, hay một khoảng lặng để chúng ta có thể tự trả lời những câu hỏi đang có ở bên trong mình. Đó quả thực là một con đường sẽ dẫn đến sự tự do và hạnh phúc. Và tôi thật sự biết ơn vì bạn đã đang lắng nghe số podcast lần này. Hy vọng rằng bạn sẽ cùng đồng hành với Tuệ An trong những số podcast tâm sự nghề coach tiếp theo nhé. Hoặc nếu như bạn muốn lắng nghe một chủ đề nào liên quan đến tâm sự nghề coach, hay bạn có câu hỏi nào về nghề đặc biệt này, bạn cũng có thể bình luận xuống phía dưới nhé.